Hello, mọi người đã quay lại kênh Quan Sát Người ơi. Thì hôm nay Sơn cũng tiếp tục một clip. Thì Sơn cũng mới vừa làm xong một bộ combo lê hai chỉ đánh lương và tiến hành đóng hàng giao cho anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Thì trước khi giao thì Sơn sẽ quay lại cho mọi người xem tham khảo nha. Thì mọi người nào cần xài cần quạt kích cá bền, gọn, đẹp, nhẹ, an toàn thì mua ủng hộ bên cơ sở Sơn nha mọi người. Và giờ Sơn sẽ review cái bộ combo lê này cho mọi người xem tham khảo nha. Thì bên cơ sở Sơn thì xài loại dây điện của là Kaiwi nha mọi người. Dây đồng mì 100%. Dây điện đơn ga là 2.5, còn dây điện cò bóp là 1.5 nha mọi người. Thì cò bóp thì Sơn xài cò bóp thủy tinh độ ha. Cho mình đi mưa nè, dầm mưa, lội nước, ngâm nước nè, rất là thoải mái luôn. Rất là ăn điện luôn. Ít bị đóng ten nha mọi người. Cần thì Sơn xài loại cần có Shimano carbon ha, rất là chắc chắn và dẻo dai. Dây điện thì Sơn luồn ở trong nha mọi người. Thì cần này mình không xài mình hú ngắn con được 1 mét nha mọi người, còn xài mình kéo ra, cần găng ha, kéo ra cứng găng là xài. Và chĩa thì Sơn xài loại chĩa 4 ly ha, chĩa inox bao xét cho mọi người ha. Thì keo nến thì Sơn bắn ở trong và bắn ngoài rất là chắc chắn nên mọi người cứ yên tâm mà đâm chọt thoải mái ha. Thì mọi người nào có cần xài gì thì ủng hộ Sơn nha mọi người. Thì bên cơ sở Sơn có nhận làm theo tất cả loại nhu cầu của mọi người ha. Thì mọi người muốn làm sao thì cứ báo với Sơn nha. Và Sơn sẽ báo giá như được ok. Gửi địa chỉ qua Sơn và Sơn làm hàng Sơn gửi nha mọi người. Sơn gửi toàn quốc nha. Thì dây điện thì lúc nào bên cơ sở cũng luôn ống cho mọi người sẽ toàn nha mọi người. Đây, ống mũi dẻo nha. Cần thì rất là chắc chắn nha mọi người. Cứ yên tâm mà sử dụng ha. Rất là gọn nhẹ luôn. Có đi xa thì mình thu lại, còn mình đi gần thì khỏi thu lại ha. Rất là tiện lợi cho mọi người ha, cần rút. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video Sơn nha. Thì và mọi người đừng quên cho Sơn một like nha và một đăng ký kênh. Và những video sau đăng lên thì mọi người được xem đầu tiên nhé. Bye bye mọi người nhé.